Quan sát diễn biến khí tượng thực tế tại thủ đô Hà Nội, nhiều khả năng đã qua thời điểm rét đỉnh của giai đoạn cuối tháng 12, với mức nhiệt thấp nhất từ 8 đến 9 độ C vào đêm ngày 21 và sáng ngày 22 tháng 12. Tuy ban ngày trời nắng, nhưng nền nhiệt chung vẫn ở ngưỡng thấp cho cảm nhận rét buốt. Chi tiết thời tiết thủ đô Hà Nội ngày 22-23 tháng 12, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất về đêm từ 9 đến 12 độ C, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 16 đến 18 độ C. Qua tới ngày 24 tháng 12, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét đậm. Nền nhiệt trung bình ngày dao động từ 11 đến 18 độ C. Người dân Hà Nội tham gia các hoạt động ngoài trời ở các khu vực trang hoàng tại các nhà thờ, khu vực phố đi bộ. Vào thời điểm đêm, cần đặc biệt lưu ý chuẩn bị trang phục phù hợp, giữ ấm, đề phòng mất nhiệt do ngấm lạnh và ngấm ẩm có thể xảy ra.